Trong tập 6 của đấu phá thương cung OVA3, phụ thân của Tiêu Viêm đang gặp nguy hiểm, mà gây ra mối nguy hiểm đó chính là Vân Lam Tông. Đại trưởng lão đã đưa cho Tiêu Viêm mảnh ngọc phiến của Tiêu gia tổ tông lưu lại. Mỗi một đời tộc trưởng đều lưu lại trong đó một điểm linh hồn lực lượng. Chỉ cần tộc trưởng thân tử như vậy, quang điểm lưu động này sẽ lập tức tiêu tán theo. Hiện tại điểm linh hồn lực lượng mà tộc trưởng lưu lại vẫn như cũ cường thịnh, cho thấy cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Đến với tập 7, Tiêu Viêm thật sâu hít một hơi không khí lạnh lẽo, chậm rãi nhắm lại hai con người đang tràn ngập sát ý. Cố sát ý điên cuồng đã đánh sâu tới tận cực hạn lý trí của hắn. Trong cơ thể ba người bọn họ có lưu lại năng lượng dấu vết thuộc về Vân Lam Tông. Tĩnh tọa một bên, Mỹ Đô Tòa nữ vương bỗng nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm, thản nhiên nói tiếp. Có một chút là của tên thủ tịch trưởng lão Vân Lam Tông, đôi mắt đang nhắm chặt. Chân mở theo từng âm thanh của Mỹ Đô Tòa nữ vương, hung hãn sát ý từ thân thể của Tiêu Viêm bao trùm đại sảnh, hơi hơi ngẩng đầu hướng bên trên khuôn mặt thanh tú, giờ phút này đây không một chút che giấu sự tận của một điên cuồng. Lần này hắn phải chết, ai ngăn kẻ đó cũng phải chết. Bên trong đại sảnh, điên cuồng sát ý từ trong cơ thể của Tiêu Viêm lan tỏa, tất cả mọi người kinh hãi dừng lại mọi động tác trong tay, nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Thiếu tộc trưởng, bà gã thần bí nhân là người của Vân Lam Tông, đại trưởng lão sắc mặt thoáng có một chút khó coi, thấp giọng nói. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm mạnh mẽ áp xung sát ý ở trong lòng, khẽ gật đầu, âm thanh bằng lạnh nói. Nếu nàng đã nói trong cơ thể của bọn chúng có lưu lại năng lượng dấu vết của Vân Lam Tông, như vậy tự nhiên là không giả. Hơn nữa ta vừa từ Vân Lam Tông trở xuống, gia tộc liền gặp loại cường giả như thế này tập kích, Vân Lam Tông kia làm sao có thể thoát khỏi can hệ. Vậy thiếu tộc trưởng, chúng ta phải tính toán làm sao bây giờ? Cười khổ một tiếng, trước mặt thế lực của Vân Lam Tông cường đại như vậy, đại trưởng lão chân tay cũng đều phát huống luống cuống. Ta nói rồi, lần này hắn phải chết, Tiêu Viêm điển nhiên nói. Thở dài một tiếng, nhìn thần tình sát ý của Tiêu Viêm, đại trưởng lão trầm mặc một hồi nói. Thiếu tộc trưởng, tuy rằng không biết thần bí nhân kia có địa vị như thế nào ở Vân Lam Tông, có điều theo thực lực của hắn mà nói xem ra cũng không phải là thấp. Ngoại trừ tông chủ và một vài người thân cận khác đặc biệt, hắn ở Vân Lam Tông địa vị hẳn là cao nhất. Quả nhiên như vậy, lắc lắc đầu, đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng. Lúc trước thiếu tộc trưởng tại trong chiến Vân Lam Tông là bởi vì ba năm ước hẹn, hơn nữa cũng chưa cấp cho cao tầng của Vân Lam Tông có gì quá lớn nguy ngại, cho nên Vân Lam Tông đối với người cũng không phải quá mức hận ý. Nếu lần này người giết chết thần bí cường giả kia, e rằng song phương quan hệ sẽ hoàn toàn khó giải. Ý của đại trưởng lão là ta phải bỏ mặc sự sinh tử của phụ thân chăng? Tiêu Viêm lúc này nhướng mày, âm thanh hơi có một chút âm trầm. Thiếu tộc trưởng, hiểu lầm ý của ta rồi, cười khổ một tiếng, đại trưởng lão thở dài. Ta chỉ là muốn nói với thiếu tộc trưởng, nếu người thật sự giết chết thần bí nhân kia, như vậy thì quan hệ của Tiêu Sa và Vân Lam Tông chắc chắn sẽ hoàn toàn chuyển biến rất xấu. Lần trước bởi vì người cùng với Nam Lan Yên Nhiên có ước hẹn 3 năm, bọn họ không có lý do gì, bởi như vậy cũng không động đến Tiêu gia chúng ta. Tuy nhiên sự việc về ba thần bí cường giả của Vân Lam Tông lại là đúng là ngoài dự kiến của mọi người. Lúc này đây, người giết vị thần bí cường giả kia, mà hắn lại là có địa vị không thấp ở Vân Lam Tông, chỉ sợ Vân Lam Tông sẽ chân chính phái người đến Tiêu gia. Ta nói như vậy cũng không phải là muốn ngăn cản thiếu tộc trưởng giải cứu tộc trưởng, chỉ là muốn thiếu tộc trưởng lúc này có thể tạm thời đảm nhiệm vị trí tộc trưởng gia tộc, sau đó nghĩ rằng phương pháp chu toàn, tránh cho lúc cứu viện tộc trưởng, cùng với Vân Lam Tông không thể né tránh xung đột mà vẫn có thể giữ lại được huyết mạch của Tiêu gia. Vì gia tộc này, tộc trưởng đã trả rất nhiều tâm huyết, vì vậy thiếu tộc trưởng chắc cũng không muốn làm cho nó tiêu linh đi xuống phải không? Trên khuôn mặt, vẻ âm trầm dần dần nhạt bớt đi, Tiêu Viêm gật đầu, những lời nói của đại trưởng lão không phải là không có lý. Lúc này, thế lực của Tiêu gia của Vân Lam Tông căn bản không phải cùng một cấp bậc, đối phương muốn hủy diệt Tiêu gia cực kỳ đơn giản. Mình nếu như giết Vân Lăng tất nhiên là sẽ khiến cho Vân Lam Tông thịnh nộ, đến lúc đó Tiêu gia cũng sẽ khó thoát khỏi liên lụy, cho nên hắn muốn đi Vân Lam Tông tìm phụ thân, trước đó phải nghĩ cho Tiêu gia một con đường lui. Im lặng ngồi ở ghế, Tiêu Viêm khẽ hở con người, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, nhìn Tiêu Viêm rơi vào trầm mặc, trong đại sảnh mọi người cũng chủ động bảo trì im lặng. Từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú hắc bào thanh niên, lúc này thì nhất cử nhất động của hắn đều là tác động đến an nguy của toàn bộ gia tộc. Ngón tay đột nhiên hơi chút xào động, Tiêu Viêm ánh mắt chợt mở, chậm rãi đào qua một vài tộc nhân đang đứng xung quanh, cuối cùng là dừng lại trên khuôn mặt của ba vị trưởng lão, ngữ khí kiên quyết, bất luận như thế nào, phụ thân là ta tuyệt đối phải cứu trở về, cho dù là trả giá bằng sự thịnh nộ của Vân Lam Tông.
Ba vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, sau đó nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói, còn Tiêu gia là tâm huyết của phụ thân cùng với các đời tổ tiên, ta cũng sẽ không để phải chịu Tiêu Linh. Tiêu Viêm đôi mắt hừ híp, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão, trầm giọng nói, không biết hiện tại ở Tiêu gia, lời nói của ta có ý nghĩa hay không? Có, khuôn mặt ngẩn ra, ba vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc cũng đứng lên nói, giờ này khắc này tuyệt cảnh trước mặt của Tiêu gia, cũng chỉ có Tiêu Viêm mới có đủ năng lực lôi nó lên trên tử vũng bùn lầy. Các ngươi, Tiêu Viêm xoay người nhìn các tộc nhân đang đứng ngay gần cửa hồ lớn, xin nghe theo sự phân phó của thiếu tộc trưởng. Mới vừa rồi, lạnh lãnh huyết thủ đoạn diệt sát đám người gia liệt tất đã hoàn toàn làm cho Tiêu Viêm tuy vừa trở về không lâu, ở Tiêu gia thành lập tức là một địa vị không thể lay động. Lập tức nghe được tiếng hô của hắn, các tộc nhân cơ hồ là sắc mặt bừng lên trên sông lớn đáp lại. Bọn họ đồng dạng cũng biết, sự sống trên trước mắt này, thanh niên vốn từng là phế vật của Tiêu gia kia là cứu tình duy nhất của bọn họ. Tốt. Gật đầu trầm quát một tiếng, Tiêu Viêm xoay người đi lên trên vị trí của tộc trưởng, phất áo ngồi xuống, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, chậm rãi lớn tiếng nói, ta tính đem Tiêu gia ngày hôm nay ly khai Ô Thản Thành. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời xôn xao, Tiêu gia ở Ô Thản Thành có không dưới 10 tòa phường thị, giá trị của các tòa phường thị này gộp lại, tài chính chính là phải đến một con số xa xỉ, nếu như vậy giờ đi, đây không phải là tổn thất vô cùng to lớn sao? Bàn tay phát nhẹ, tiếng xôn xao trong đại sảnh liền lắng xuống. Tiêu Viêm trầm giọng nói, các vị cũng phải biết, việc tộc trưởng mất tích cùng với Vân Lam Tông khó thoát khỏi can hệ. Tuy nói Vân Lam Tông thế lực to lớn, nhưng chẳng lẽ dòng máu nam nhân của Tiêu gia ta cứ thế chúng như vậy mà khi dễ sao? Việc này truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị người người chỉ vào mũi, cười nhạo chúng ta không có cốt khí. Nói cho ta biết, cứu viện tộc trưởng đắc tội Vân Lam Tông hay là giống như con rùa chui rúc ở trong Ô Thản Thành để người người chỉ vào phỉ nhổ, các người muốn chọn cái gì? Tiêu Viêm ánh mắt trừng lớn quát lên. Cứu tộc trưởng, Tiêu gia chúng ta không phải là con rùa. Âm thanh ngây ngô non nớt từ trong góc đại sảnh vang lên. Tiểu Thanh lúc này ngước khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong một góc đại sảnh đi ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kích động này nắm chặt nắm tay nhỏ lớn tiếng nói. Đúng, cứu tộc trưởng, chúng ta không làm con rùa. Lại là vài âm thanh non nớt vang lên. Đám người đứng gần cửa đại sảnh bắt đầu khởi động. Hơn 10 tiểu hài tử tuổi bất quá là khoảng 12 tuổi, 13 tuổi đồng dạng tiến vào là lớn. Mẹ nó, Vân Lam Tông thì thế nào? Tiêu gia ta chưa bao giờ chiêu chọc bọn họ, nhưng bọn họ lại phá hư gia tộc bọn ta đến bộ dáng như vậy, còn kém một điểm diệt tộc mà thôi. Thiếu tộc trưởng, ta nghe lời của người. Một gã tộc nhân dáng người cường tráng, trong lòng tràn đầy căm phẫn, nhiệt huyết tuôn ra, nhịn không được là đạp từng bước lên trên phía trước, khuôn mặt đỏ bừng quá to. Nói đúng, thiếu tộc trưởng, chúng ta tất cả nghe theo người. Có một người lên tiếng tiếp theo, đó là giống như là nổ lên phản ứng dây chuyền. Một đám tiểu gia hán tử sắc mặt đỏ bừng huy động ra nắm tay quát lớn. Trong khoảng thời gian này, liên tiếp là phải chịu nghẹn khuất, thật sự đã làm cho bọn họ không thể nào chịu nổi. Hiện giờ tiểu gia rốt cuộc có người đứng ra, bọn họ không bao giờ nữa muốn lặp lại khuất nhục như vậy. Cho dù là phải trả ra một cái giá lớn là chọc giận đệ nhất cường đại thế lực của Sa Mã Đế Quốc. Ha ha, thiếu tộc trưởng, nếu tộc nhân đều nguyện ý theo lời của người, như vậy, người hãy đem kế hoạch nói ra đi. Nhưng cái này sắc mặt kích động của đám tộc nhân, đại trưởng lão quay đầu nhìn Tiêu Viêm vui mừng cười nói. Ta tính để tộc nhân phân thành từng nhóm rời khỏi Ô Thản Thành, để bọn họ tự đi về phía đồng tình của đế quốc, nơi đó thế lực của Vân Lam Tùng tương đối bạc nhược, hơn nữa hai vị huynh trưởng Tiêu Đình cùng với Tiêu Lệ ở đó cũng đang vô cùng phát triển. Ta nghĩ toàn bộ tộc nhân bí mật tới nơi đó, như vậy chính là có thể đủ thoát khỏi uy hiếp của Vân Lam Tùng đối với Tiêu gia chúng ta. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đi tới phía đông của đế quốc, nghe vậy hai đại trưởng lão sừng sốt, cố bình tĩnh chậm rãi nói, xa như vậy sao? Phía đông của đế quốc gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ, chỉ có nơi đó, thế lực của Vân Lam Tông mới có thể bạc nhược một ít, địa phương khác thực sự dễ dàng bại lộ. Ngay sau, quan hệ của chúng ta cùng Vân Lam Tông chỉ sợ sẽ cực kỳ gắt gao, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Viêm nói, hiện tại bắt đầu, đại trưởng lão ngươi bắt đầu xem xét hết thảy sự vật trong tiêu gia, tất cả tài vật đều có thể mang đi, toàn bộ mang đi về phần hơn 10 tòa phường thị kia, ta sẽ nhờ Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá để ý hộ, lợi nhuận trong đó sẽ cùng bọn họ phân chia, lấy quan hệ của ta cùng với Thước Đặc Nhĩ gia tộc, không cần lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta.
Vâng, đại trưởng lão gật đầu lĩnh mệnh, chần chờ một chút nói, khi nào bắt đầu sờ đi? Việc này không nên chậm trễ, tối nay liền bắt đầu từng nhóm sờ đi, ra quyết trong tộc cùng với đám tiểu bối đi trước, ven đường phải là phái theo những tộc nhân có thực lực khá đi thèm hộ tống. Nhớ kỹ địa điểm chúng ta tập hợp là thạch mạch thành phía đông của Già Ma Đế Quốc, tới nơi đó rồi hãy đi tìm mạch thiết dòng binh đoàn, Tiêu Viêm quyết định thật nhanh nói. Mặt khác, hai ngày tới ta sẽ dẫn người thanh trừ nốt tàn dư của già liệt gia tộc, cùng với áo bà gia tộc còn sót lại ở trong thành để đánh lạc hướng tầm mắt của mọi người trong thành. Sự tình giờ đi và phân bố các nhóm giờ đi, phải làm phiền ba vị trưởng lão, sao cho thỏa đáng. Vâng, ba vị trưởng lão đồng thời đáp. Còn có, bên trong đại sảnh ngồi trên thủ vị sắc mặt ngưng trọng, đầu vào đầu tuyên bố mệnh lệnh, phong thái uy nghi mà thong song, làm cho những tộc nhân còn đang độ tuổi thành niên của tiêu xà có một chút hoảng hốt. Đây chẳng lẽ là tiểu tử luôn trầm mặc trước kia sao? Chẳng kém gì ý nghĩa của đám thanh niên thiếu tiêu xà. Tiêu Thanh lúc này đứng ở trong nhóm thiếu niên thầm tình vô cùng là sùng bái nhìn Tiêu Viêm. Dưới sự chỉ huy của hắn, vốn tiêu xà đã lâm vào trong bối rối, cơ nhiên lại là lần nữa phát huy ra sức sống của một chiến ý. Mỹ Đô Tòa nữ vương im lặng ngồi ở trên ghế, bàn tay mình mềm mại đang cầm chén trà nóng ấy, tùy ý nhấp nhấp từng ngụm, ngẫu nhiên ngoáng nhìn là Tiêu Viêm, trong mắt thoáng có một chút kinh ngạc. Lúc này mới không bao lâu thời gian, thế nhưng hắn đã hoàn toàn làm ổn định lại tâm trạng đang suối bời của các gia tộc. Không thể không nói, loại năng lực cùng với tâm trí này vượt xa thường nhân, khó trách lúc trước ở sa mạc, cho dù là đã đàn vương cổ hà cũng bị người kia một đường qua mặt. Sau khi ra lệnh cho một gia tộc nhân cuối cùng là lĩnh mệnh lùi về phía sau, Tiêu Viêm lần nữa nhìn lại đại sảnh đã trở lên trên trống rỗng, thật sai thở ra một hơi, nâng chung trà uống ra một hơi cạn sạch, liền cảm thấy hết địa yết hầu hơi khô ráo mấy phần. Vân Lam Tông chờ xem, chỉ cần dàn xếp tiểu gia xong, ta sẽ lại đến, lúc này đây, ta sẽ không có cái gì lưu thủ nữa đâu. Nhẹ nhàng nắm chén trà, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm lại lần nữa xuất hiện ra vẻ dữ tợn, bàn tay chấn động chén trà ấm áp và bạo liệt. Sau khi Tiêu Viêm từng đạo mệnh lệnh phát ra, tiêu xà cao cấp cùng với đều là bắt đầu hành động. Đã đến thời điểm bầu trời một thoáng tối đen, hơn 10 đội ngũ lần lượt xuất hiện ra ở trên quảng trường rộng lớn. Sau một hồi trải qua nghiêm khắc thẩm tra của Tiêu Viêm, hơn 10 đội ngũ mỗi một đội kèm theo một số tộc nhân có thực lực khá tốt. Sau đó thường dịp đêm dài người tĩnh, bắt đầu xé xa từng đám lặng lẽ rời khỏi tiêu xà. Bọn họ sẽ ở ngoài thành tụ thập lại, sau đó lại bắt đầu tách xa thành từng đoàn, đi đến phía đông của đế quốc. Cùng ngày sắc trời cũng dần dần sáng, tiêu gia gia quyết đã rút lui khỏi gần hơn phân nửa. Sáng sớm Tiêu Viêm đứng ở một chỗ lầu các, nhìn quanh toàn bộ đại viện sau một lúc lâu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn theo ánh dạng đông chiếu ra ngoài phía đường chân trời. Trên khuôn mặt lãnh ý hiện ra, lập tức xoay người đi lại xuống lầu. Đi xuống lầu các, lúc này đây tại trên quảng trường đã có mặt hơn trăm tiêu gia hán tử nghiêm trang đứng thẳng cầm trong tay vũ khí. Bọn họ giống như cũng biết hôm nay sẽ làm những cái gì, bởi như vậy cả người hùng hãn sát khí giống như mãnh hổ xuất sơn. Gia liệt gia tộc của mấy áo bà gia tộc, tất cả thế lực còn sót lại hôm nay toàn bộ hủy diệt. Lưng đeo thần lớn huyền trọng thước, Tiêu Viêm chậm rãi bước vào quảng trường, âm thanh lạnh lùng khiến cho đám tiêu gia tộc nhân này đang đứng trên quảng trường máu huyết sôi trào. Đã nhiều ngày không biết có bao nhiêu tộc nhân bị gia liệt gia tộc của mấy áo bà gia tộc ám sát, hiện giờ thì đúng là đã đến lúc báo thù. Sự im lặng trong ô thản thành thình lình là bị một luồng sát khí làm cho khiếp sợ. Những người qua lại trên các đường phố đều thần tình ngạc nhiên. Đám tiêu gia tộc nhân giống như là một cơn đại hồng thủy mãnh liệt tràn vào trong người. Hùng hãn sát khí kia đúng là từ trên người của bọn họ mà ra. Sát khí làm cho tất cả mọi người cảm thấy như là trong băng hàn. Tiêu gia đang tính làm gì vậy? Nhìn xong người tràn ra bên trên đường, một vài người qua đường nhịn không được lẩm bẩm nói. Người đang dẫn đầu kia, bộ dáng của thanh niên này nhìn rất quen mắt. Một vài người ở ổ thản thành đã không ít năm, có một chút nghi hoặc nói. Cái thước kia lớn vậy, một non nớt âm thanh bỗng nhiên vang lên, sau đó đầy đường cái đều như là lâm vào trong một mảnh yên tĩnh. Đó là tiêu gia Tiêu Viêm. Yên tĩnh sằng co một lát sau, rốt cuộc bị âm thanh kinh hãi hồ lên trên đánh vỡ. Trong khoảng thời gian này, chuyện về Tiêu Viêm đại chiến Vân Lam Tông, tất cả người ở ổ thản thành cơ hồ đều là nghe được đến lỗ tai hóa kén. Mà Tiêu Viêm với âm thanh thước lớn kia cũng đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của hắn. Lần này gia liệt gia tộc của mấy áo bà gia tộc thảm rồi. Một số người am hiểu thế công của ổ thản thành cảm nhận được rung động, sau đó giật mình, chợt lên trên mặt lộ ra vẻ thương hại, lắc lắc vẻ phẩy đầu.
Đúng như những suy nghĩ của đám người này, đám người Tiêu gia như là một cơn thước nước lũ trực tiếp lao về phía trước phường thị của hai giả gia liệt gia tộc, của vẻ áo bà gia tộc, tất cả phòng vệ của hai nhà đều là trong nháy mắt bị phá hủy. Người có gan chống cự nghênh đón bọn họ đều là những lưỡi dao sắc bén chói lọi. Đám người Tiêu gia dưới sự thống lĩnh của Tiêu Viêm giống như là một cơn đại hồng thủy, phương thị nào bị lướt qua đều bị phá hư hết sạch sẽ, mà đám hộ vệ đội của gia liệt gia tộc cùng với áo bà gia tộc trên cơ bản bị giết hại hầu như không còn một mảnh. Nước lũ tràn qua, phương thị thoát phá, đống hỗn độn rác rưởi này đầy mặt đất. Phương thức của Tiêu gia vô cùng tàn nhẫn, báo lại sự áp bức khuếch nhục kia mà hai đại gia tộc đã làm cho bọn họ trong thời gian qua. Đã không có tộc trưởng chỉ huy, hai gia tộc không hình thành được bất cứ chống cự nào hữu hiệu. Bởi như vậy, thời gian vẹn vẹn chỉ một buổi sáng, tất cả phường thị cùng với sòng bạc của hai gia tộc ở Ô Thản Thành đã bị đám người Tiêu gia hoàn toàn phá hủy. Hai gia tộc lúc này đầy mãn kiếp. Toàn bộ Ô Thản Thành đều đã bị sự bùng nổ bất thình lình của Tiêu gia hấp dẫn ra toàn bộ tầm mắt. Sát ý tràn ngập Ô Thản Thành làm cho bọn họ nhận ra Tiêu gia lúc này đây kích đáng là đang bạo nổ. Nhưng mà song song với Tiêu gia, chiến đội đang làm cho tất cả ánh mắt này trong tòa thành thị không ngừng hội tụ. Một mặt khác của Tiêu gia, gia quyến trong tộc không biết từ khi nào đã hoàn toàn rút lui khỏi Ô Thản Thành. Cơn đại hồng thủy tàn phá từ sáng sớm liên tục là tợi tận hoàng hôn. Mọi người này vì hành động của Tiêu gia lúc này đây mà trợn tròn mắt, nhưng lại không hề phát hiện ra nguyên bản hơn 100 người tham gia trong đội ngũ phá tán này không biết khi nào dần dần ít đi. Đến lúc ánh thái dương đã sắp biến mất về sau đây, găng co suốt một ngày tàn phá hoàn toàn chấm dứt. Đội ngũ của Tiêu gia dính theo đầy người nồng nặc máu huyết cuồng tiếu trở về đại viện. Sau đó viện đồn gia thật nhanh đóng lại, ngăn trở hết những tầm mắt tò mò. Trên sân rộng, mấy chục Tiêu gia nhân ngồi trên chiếu, cả người vẫn còn phát ra hùng hãn chiến ý, lớn tiếng cười nói hôm nay hoàn toàn được xả một hơi, chỉ sợ đã trở thành ngày khoái hoạt nhất trong cả cuộc đời. Trước kia Tiêu gia tuy rằng thế lực không kém, nhưng tộc trưởng bởi vì cầm lấy đại cục làm trọng cho nên không hề có một loại quyết đoán như thế này. Nhưng mà loại trong quyết đoán này lại là một trong những dấu hiệu tiêu biểu của Tiêu Viêm. Tiếng bước chân chậm rãi từ ngoài quảng trường vang lên, đã thay một bộ bà phục sạch sẽ, Tiêu Viêm mỉm cười đi vào trong quảng trường. Thiếu tộc trưởng, thấy Tiêu Viêm xuất hiện, mấy chục đại danh của Tiêu gia đại hán này nhất thời nhất tề đứng lên, mắt lộ ra cuồng nhiệt quá to. Hôm nay thì cuồng giá thủ đoạn của Tiêu Viêm cơ hồ đã chinh phục được tất cả Tiêu gia chiến sĩ. Cười khẽ gật đầu, Tiêu Viêm đi lên trên một đài cao, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Lúc này Tiêu gia đèn đuốc sáng trưng, ngoại nhân ai cũng không biết hiện tại thì trong gia Tiêu gia kỳ thật đã chỉ còn lại có mấy chục người này. Thiếu tộc trưởng, trong tộc công pháp đấu kỹ tài vật vân vân đã hoàn toàn thu thiếp xong, ha ha, vì có thiếu tộc trưởng, thước đặc nhĩ phòng đấu giá đã cho chúng ta mượn 8 cái nạp giới, như thế đã thay chúng ta giải quyết không nhỏ phiền toái. Đại trưởng lão cười nói, được rồi, vừa lòng gật đầu. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn xuống đám Tiêu gia chiến sĩ đang đứng dưới quảng trường, khẽ cười nói, các vị, tối nay các người cũng bắt đầu phân tán ly khai khỏi Ô Thản Thành, sau đó ở địa điểm tập hợp đã quy định, đến lúc đó kết bạn cùng nhau tiến đến Thạch Mạc Thành, tới nơi đó Tiêu gia chúng ta sẽ có một bắt đầu mới. Thiếu tộc trưởng, vậy còn người? Đại trưởng lão bỗng nhiên cất tiếng nói. Theo đại trưởng lão nói ra hạ xuống, ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, trên thanh tú khuôn mặt mơ hồ lại hiện lên trên sự tợn. Ta sẽ đi thu cái mạng của lão tạp trùng kia. Cố kiềm hãm, đại trưởng lão nhìn khuôn mặt của Tiêu Viêm, thật lâu sau đó khom người cầm lặng. Ở xung quanh, những tiêu gia chiến sĩ vừa trải qua trận chiến trên kia vẫn còn đang lẳng lũ máu tươi cũng liền tập lực khom lưng. Thiếu tộc trưởng, chúng ta ở Thạch Mạch Thành chờ ngày. Đã đến giờ, đi thôi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo phất phất tay. Thiếu tộc trưởng bảo trọng, mấy chục tiêu gia chiến sĩ cũng hồ lớn xoay người, từng đám phân tán ấn vào trong màn đêm hắc ám. Giữa bầu trời đêm tối đen, bóng người ẩn hiện giống như những con kiến càng bốn phía lặng lẽ ly khai Ô Thản Thành. Đứng ở trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn khoảng sân đã trở nên im lặng, nhẹ thở một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói, Vân Lăng, Tiêu gia ta phải đến bước này, đây đều là do người mà ra, cho dù là Vân Phá Thiên cũng tuyệt đối không bảo mệnh được cho người. Hai bàn tay chậm rãi từ trong tay áo bào đưa ra, trên những ngón tay thon dài đang chụm lại, thanh sắc hỏa diễm chợt bùng lên. Một lát sau, trên bàn tay còn lại, bạch sắc hỏa diễm cũng lặng lẽ lan tràn. Dưới bầu trời đêm, xanh trắng hai màu ngọn lửa đan hồng vào đan vào nhau lập lờ tuyệt diễm.